Nuôi con gái mà không dạy thì hại ba đời. Ý nghĩa là gì? Tục ngữ nói, nuôi con gái mà không dạy thì hại ba đời. Nếu bố mẹ không chú tâm dạy bảo con nên người thì sẽ làm hỏng cả đời con, đặc biệt là với con gái. Nếu không được dạy dỗ tốt thì trên là hại bố mẹ, giữa là hại chồng, dưới là hại con. Nuôi con trai mà không dạy bảo, sau này cả gia đình sẽ bị nhấn xuống vũng bùn, điều này ai cũng hiểu. Nhưng nuôi con gái không dạy bảo sẽ ảnh hưởng đến ba đời trong một nhà, vấn đề có thực sự nghiêm trọng đến thế không? Nếu chúng ta nghĩ kỹ một chút, sự thật đúng là như vậy. Với phần lớn nữ giới, dù kết hôn sớm hay muộn, thì cuối cùng vẫn bước trên con đường lập gia đình và sinh con đẻ cái, trở thành một thành viên của gia đình khác. Theo quan niệm truyền thống, trong gia đình, người mẹ đóng vai trò chính trong việc giáo dục con cái. Vì thế, con dâu trong gia đình nhà chồng có ảnh hưởng rất lớn. Trên sẽ ảnh hưởng tới bố mẹ chồng, dưới ảnh hưởng tới con cái, thậm chí còn ảnh hưởng tới cách giáo dục của con mình sau này. Vì vậy, nói con gái sau khi lấy chồng sẽ làm ảnh hưởng tới ba đời gia đình nhà chồng là không hề sai. Là bậc làm cha mẹ, nếu trong gia đình có một cô con gái thì cần xem xét bản thân đã dạy được con ba điều này chưa. Đồng thời, đạo lý này cũng áp dụng được với cả con trai. Khiêm nhường. Thời nay, các gia đình, đặc biệt là ở thành thị, có xu hướng không sinh nhiều con. Vì thế nên, con dù trai hay gái vẫn được chiều chuộng. Mà một đứa con gái được chiều chuộng thì sau này khi gả sang nhà người khác sẽ khó hòa hợp, cuộc sống vì thế cũng sẽ khó lòng hạnh phúc. Bố mẹ nào cũng yêu thương con cái, nhưng yêu thương không có nghĩa là chiều chuộng quá mức. Bằng không, con bạn sẽ hình thành tư tưởng mình là trung tâm của vũ trụ, mình không cần phải nhường nhịn ai hay phải giữ khoảng cách với bất kỳ ai, sẽ sống không biết khiêm nhường. Chúng ta nên dạy trẻ nhỏ biết cách chia sẻ và đồng cảm với mọi người xung quanh. Ví như có món ăn ngon thì cần mời ông bà cha mẹ trước, hỏi xem người khác có muốn ăn không. Chứ đừng nên có gì ngon cũng ưu tiên gấp cho con trước. Trẻ dần già sẽ tự cho mình là to nhất, có đặc quyền. Người xưa dạy, bản thân không muốn bị đối xử như thế nào thì cũng đừng nên đối xử như vậy với người khác. Học được điều này sẽ giúp trẻ đứng vững trong xã hội, sẽ giành được thiện cảm của mọi người. Biết đối nhân xử thế. Con trẻ từ khi còn nhỏ đã liên tục quan sát và học hỏi một cách tự nhiên những hành vi, thái độ, cách đối nhân xử thế của cha mẹ. Vì vậy, để dạy con biết cách đối nhân xử thế, cha mẹ trước hết cần làm gương trong các mối quan hệ hàng ngày. Ví như để dạy con nhận ơn một giọt, báo ơn một dòng, chín bỏ làm mười, thì bình thường cha mẹ phải hiếu kính, phụng dưỡng ông bà nội ngoại, năng thăm hỏi giúp đỡ bà con làng xóm, cha mẹ dịu dàng, không to tiếng với nhau. Bên cạnh đó, cha mẹ cần kiên nhẫn giải thích chỉ bảo cho con gái những đạo lý đối nhân xử thế thông qua các tình huống cụ thể. Ví dụ như hai đứa trẻ đánh nhau, bố mẹ khi đến nơi thì cần hỏi con mình trước, hỏi xem có làm gì sai không. Nếu có thì nhắc con xin lỗi. Nếu không làm gì sai, con sẽ nhận lời xin lỗi và sau đó bỏ qua. Thông qua sự việc này, con sẽ học được cách chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân, khoan dung và không đổ lỗi cho người khác. Có vốn văn hóa sâu sắc. Khi một đứa trẻ đã hiểu cách cư xử hài hòa giữa người với người, cha mẹ cần bồi dưỡng cho con kiến thức về văn hóa. Có câu nói rằng, tri thức quyết định tầm nhìn, văn hóa quyết định khí chất. Một cô gái làm người khác kính nể thường là người có sức hút từ tâm hồn. Tri thức và văn hóa từ hàng nghìn năm của nhân loại được lưu giữ trong những pho sách. Vì thế, cha mẹ nên giúp con gái nuôi dưỡng thói quen đọc sách.